Chưa có em yêu, giờ có gì em cũng nhớ nó bỏ đâu nữa. Quần váy dưới 73 kg, teo 170. Cái này này sao nó không vui không? Thiệt. Quần váy 78 kg chưa có em yêu. Em còn một cái quần sọt bán mấy chị trăm trăm nhiêu qua nào, 160 ngàn nè mấy chị. Size này là size gì? Size này là size dưới 78. Size này nè, size này là dưới 80-82 kg. Size này dưới 80-82 kg nha. Chị nào chưa chốt quần váy này thì chốt lên giùm em quần váy. Chị nào chưa chốt quần váy này chốt lên giùm cho em nha mấy chị nha. Chị gồng nhà. Trời ơi, bán hàng này ói lồi thiệt chứ. Quần váy 78 kg. Thế nào 78 kg đâu? À 78, à, từ 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 từ. Tháo neo bi 170 nè. Không, cái này form nhỏ lắm chị. Nè lấy cái này cho Thảo nè. Lấy cái này nè, 78 kg nè, 170. Tại vì ba ghi nó càng mặc rộng thì càng đẹp.
Comment giùm em ba ghi con gấu 190.000. Ba ghi con gấu nha mấy chị nha. Ba ghi con gấu. Chị nào chốt ba ghi con gấu thì chốt giùm em ba ghi con gấu. Cái gì vậy Thảo My? Tự nhiên cái chị ơi, em thích vùng rim cào rách lắm, chị lấy cho em. Xong giờ lấy cho em mà chị ơi, em không lấy. Chân mấy đâu, tại em không thích rách cào, chưa hiểu. Chân mấy có 75kg lên trên. Lấy cái chân mấy của Thảo Neo My, đưa qua cho Lê Trinh nè. Em còn một cái ngọc trai 35 nữa. Zin 34 của chị Thu Phạm. Nãy giờ em có lên cái zin trai 34 nào mấy chị? Đưa ra lên trên. Ê, chắc có bữa tao ngắt cái đầu vú mày quá, con Thảo My neo gì kia. Tao nói thiệt á. Rồi 34 của Thu Phạm, 190 của Thu Phạm. Ba ghi con gấu của bé Kim Hải Trương, 190 của Thu Phạm. Ba ghi con gấu 190 của Kim Hải Trương. Người gửi thâu thì buồn nè, mở thâu buồn ra. Yêu Nguyệt thôi buồn ơi là Yêu Nguyệt. Bán một cái áo thun giấy từ 70 tới 100kg vừa nè. Comment giùm em eo vì đỏ, nhưng mà bãi này đẹp lắm. 140.000 eo vì đỏ. 140.000 eo vì đỏ. Tối nay em sẽ sale một cái mã của tông chó. Tối nay em sẽ sale một cái mã của tông chó nha. Chưa lấy hai cái nha Phương Rô,
hai cái nha chế ơi. Ok không? Nè, một cái 160 nè, thêm một cái nữa. Hai cái của phân rô 80kg nè, 160 cộng 160. Em có một bộ màu đồng nè mấy chị. Em có một bộ đầu đồng size 90kg nè. Thì bộ này là đáng lẽ là bộ này em mới về em chưa sale đâu, nhưng mà cái bộ này là bộ đợt trước của khách, cho nên giờ em sale cho mấy chị 180.000. Bộ này 90kg. Bộ này 90kg sale 180. Chị nào chốt bộ bò này 180, chốt lên giùm em bộ bò 180 nha mấy chị ơi. Chốt lên giùm em bộ bò 180 đây ha. Bộ bò 180.000. Chị nào chốt bộ bò 180, chốt lên giùm em bộ bò 180 thôi. Có 44 chưa chấm thuộc. Bộ này mới về tối hôm qua còn được 4-5 bộ rồi mà chị. Bộ này mới về tối hôm qua còn được 4-5 bộ. Bộ này đẹp nhức nhói luôn. Có chị. Có. Quần sọc rin cũng còn mà quần dài cũng còn. Chị Quế Anh Lam. Quần này size chị Quế Anh Lam nè, size 108, size 39. Quế Anh Lam nha. Quần sọt này Quế Anh Lam vừa nè, 106. Coi giãn dữ lắm. Quần này size của chị Quế Anh Lam luôn à, quần đen lai lọc. Size Quế Anh Lam luôn. Bộ này mới về tối hôm qua. Bộ này là 250.000, đẹp lắm, bộ này dễ thương. 250.000 bộ này nha. Chị nào chốt bộ này chốt lên giùm em kèm nguồn dài 250.000 bộ dài này nha. Bộ dài này em giờ em còn size dưới 70kg, dưới 70-72kg, dưới 90kg. Rồi còn nhiêu đó hả mấy chị à? Còn hai bộ dưới 72kg và hai bộ dưới 92kg. Em lấy quần dài. Ok. Lấy quần dài riêng của Quế Anh Lam nè, 180 của Quế Anh Lam. Minh Hòa Vương, nhưng mà bây giờ còn bộ dưới 90kg nha Minh Hòa Vương. Minh Hòa Vương nè, 250 của Minh Hòa Vương. Lấy hai quần dài của Quế Anh Lam. Cái này 220, cái đen lai lọc 220. Em lấy quần ngọc trai Quế Anh Lam. Đây Quế Anh Lam lấy quần ngọc trai 190, nhưng mà quần này đẹp lắm. Quần này rất là đẹp. Quần này mặc lên cực kỳ đẹp nha. Đừng có mấy chị đừng có nghĩ là màu tươi rồi mặc lên nó mọc. Đối với quần riêng là không bao giờ mọc ha. Chị em coi lại bộ LV đi chị. Bộ LV là bộ nào ta? Bộ LV là bộ nào chị? Quần đen hết rồi chị. Quần đen sạch sẽ không còn cái nào hết trơn á chị. Quần đen em sạch sẽ rồi. Dưới 90kg là XL là size em mới nói em Minh Hòa Vương. Đúng rồi, Quế Anh Lam hai cái đúng rồi. Ủa chị Minh có đặt đâu mà tự nhiên chị vô chị hỏi em có chưa bộ đồ giả rin. Bây giờ em chỉ còn size dưới 70kg thôi. Rồi em cấp bộ này nha. Bộ giả rin bây giờ em còn size dưới 70kg và dưới 90kg. À, dưới 70kg và dưới 100kg. Đây là bộ giả rin nè. Đây là bộ giả rin. Bộ giả rin bây giờ em còn size dưới 70kg và size dưới 100kg. Còn hai size và còn có mấy bộ thôi. Bộ giả rin là hơi bị đẹp. Thì em kêu lấy XL, chị lấy XL em. Mấy bữa là em mặc XL đó. Mà đưa XL thì em kêu em bị bó. Đó. Đây. Bộ này là bộ giả rin 250.000. Đây nha. Nhưng mà cái áo rất là dễ thương. Áo cực kỳ dễ thương. Tôi để mặc bộ tôi mặc cuối cùng đó hả? À dạ, không thấy cái bài viết của chị Nguyễn Minh nha. Cái bộ giả rin bây giờ chỉ còn size dưới 70-72kg thôi. 70-72kg thì mặc được. Từ 63-64-72kg mặc được bộ rin giả rin. Hoặc là bộ 90-100kg. Còn size nhỏ nữa thì hết rồi, đang may thêm mẫu khác.
đang may thêm cũng bộ giống vậy nhưng mà size khác nha. Mấy chị có đặt thì đặt sau giùm em. Đây mấy chị, bộ giả riêng đẹp ha. Ôi bộ giả riêng đẹp nhức nhói luôn á. Đây. Dạ đúng rồi Ngân Thanh. Không, Ngân Thanh là view mới hay view cũ? Ngân Thanh em vô tin nhắn á. Ngân Thanh em vô tin nhắn em coi thử chị chụp hình view cho em chưa. Anh sợ để thử Ngân Thanh thử. Nếu mà khách cũ, nếu mà khách mới là không có cho dùng view đâu nha. Là trong cái like ngày hôm qua đã đi rồi. Ngân Thanh lẽ là view em còn ở đây nè Ngân Thanh. Bộ riêng này hết size chị Hoàng, chị Hoàng Minh rồi, Hoàng Huynh rồi. Để em lưu lại để hai em về em để nha. Thanh Nguyễn nào? Nói sao ạ? Không nghe máy gì hết, dễ nói nhắn tin kìa. Bữa nay cùng với cùng thứ hai đó. Mấy đứa này sao nó giỡn mặt vậy ông? Có mấy cái bà nội vô xí xe xí xồn ghê. Hàng hóa giao thấy mất mệt à. Ủa gái sao hai cục hàng mà cũng nghe điện thoại cũng nhận hàng cho người ta Thanh? Vậy giờ chốt chị Minh cho giùm em lên chiều cao con nặng đi. Lấy một bộ đen riêng trắng Lam Nguyễn. Lam Nguyễn nhiêu ký chị? Chị lên 6 ký đi. Cái bộ này chỉ còn size dưới 72 ký và còn ta 90-100 ký. Nguyễn Minh lấy một bộ nè. Xếp lại đi hả? Nguyễn Minh coi thử Nguyễn Minh trái tim tím là ở đâu anh? Hình như Phú Yên hay sao? Ok thì sĩ lấy hết rồi. Cái bộ đùi tối qua về sĩ lấy hết rồi. Tối nay em sẽ xe cho mấy chị dành mà. Hai trăm rưỡi của Nguyễn Minh. Dạ ok chị. Bộ tím nha. Bộ tím này 240. Bộ tím này giống như bộ đen. Hồi tối qua chị Hồng Minh lấy bộ đen này chưa? Hồng Minh lấy bộ đen này chưa Hồng Minh? Em cho em mượn bộ này em cho mấy chị coi nè. Tại vì bộ này cũng khách đặt rồi. Ngồi đi trên chút qua tối chị lên áo xeo nha. Tối đông, tối đông đông. Nè, cái bộ này là em có rất là nhiều mẫu 82kg á. 82kg bộ ren hết rồi chị. Em còn size 90kg chị lấy được không? Chứ giờ size dưới 82kg là em hết rồi nha chị Lam. Bộ đó không may nữa, bộ đó may lần hai rồi. Đây em cho chị coi bộ 240 nhà em nè. Đây coi giùm em nha, 240.000 bộ này ha. Bộ này em có size, bây giờ em chỉ còn size dưới 90kg với lại dưới 100kg thôi. Còn bộ này mấy chị muốn nữa thì hình như tối nay có. Đây mấy chị ơi, coi giùm em bộ này nha. Cái bộ này chốt cho không có còn hàng nha anh đừng ấy. Chờ một chút nha. Em coi cái chị nào đặt bộ này size L. Phước Ngọc. Anh ghi dùm Phước Ngọc Facebook Ý Yên 250 đi. Phước Ngọc Facebook Ý Yên 250. Nè xếp bộ này đàng hoàng lại hả? Cái em đang mặc là đầm mà hết lâu rồi chị. Cái em đang mặc là đầm hết lâu rồi. Bối Phương Ly. Coi cái bộ này mà màu tím đúng không gái? Hai ịt nè. 240. Hai ịt nè. Trời ơi sao còn hai ịt không vậy? Trời ơi chết mẹ rồi. XL. Trời ơi còn XL không à. Giá trời còn bộ L giao cho khách ở Gò Vấp. Hết luôn.
sai của bối Phương Ly hết rồi. Bộ này sai của bối Phương Ly hết nha. Giờ em chúc mấy chị em giải quyết mấy cái bill này cái à. Chị ơi, mới kiểm tra là hết bộ tím sai chị rồi chị Nhàn Võ. Hết tím rồi. Cho em coi bộ tím, nhưng mà bây giờ còn bộ tím là sai 72 tới 82 kg nha ngay bộ tím. Mà bộ tím đẹp lắm. Hồi giờ mấy chị ngại bộ tím, thật sự hôm nay may ra bộ tím rất là ưng ý. May ra bộ tím là tay cánh tiên là mấy chị ha. Khi mà cái sắn này là mấy chị mặc căng cái bụng lên nó sẽ phủ hết, nó không có thấy. Nhưng mà bộ tím này sai từ 70 tới 80 kg hoặc là 72 tới 82 kg bộ này. Bộ này 240 và còn một bộ nữa là bộ vàng bò. Em sẽ lên cho mấy chị coi bộ vàng bò luôn nha. Em sẽ cho mấy chị Yên ơi ghi lại số điện thoại em về số điện thoại trên bill sai chứ không phải 156. Rồi Thông nó kiếm được nhà em chưa? Thông nó kiếm được nhà em chưa? Trả lại hết số điện thoại cho anh Phước sửa lại đi. Đây là bộ vàng bò rồi mấy chị. Đây là bộ vàng bò nha. Chị nào chốt bộ vàng bò thì chốt lên nhà em cũng 240. Nhưng mà cũng hết size dưới 70kg rồi vàng bò. Vàng bò hết size dưới 70kg. Em hết sạch hết xỉ size 70kg. Rồi chị nào chốt cái gì thì chốt lên cho em nha. Lấy mấy cái này cho xe cho xỉ hốc môn nè. Rồi xỉ hốc môn 41. Hết luôn. Rồi nãy chị đã nói lên cô tông quần đen đúng không? Bộ tím 82kg của Long Lê. Từ từ lại thôi, lấy bộ tím lại giao cho chị Long Lê nè. Rồi bộ tím 82kg của chị Long Lê. Bộ tím này vải đẹp lắm chị, nó là phun la dâm. Cho nên cái vải nó độ mềm với độ rũ nó có lắm chị. Độ mềm với độ rũ của cái này có nha. Có. Dạ ok Nhung Lê. Em có cái đầm dưới 90kg bán cho mấy chị với giá là 250.000. Đầm này đầm phom xuân đi ăn tiệc nha mấy chị. Đầm này mấy chị mặc lên đơn giản nhưng mà rất là đẹp đây. Mặc lên đơn giản nhưng mà rất là đẹp đầm này. Chị nào chưa chốt đầm này chốt lên giùm em đầm 250 dưới 90kg. Dưới 90kg đầm tiêm tiếng nha. Rồi bây giờ lên cho mấy chị một ít áo thun xeo nữa rồi mình nghỉ nè.
giỏi ra trên bìa. Hoài à? Gì? Ờ, bộ lên xem. Nè, bỏ mấy chỗ anh Tư, bộ thể thao nãy hỏi anh Tư, bỏ chỗ này anh Tư cất đây. Chó, chó môi lấy size 70kg, size L. Chó môi. Nè, chó của Như Văn nè, 100 ngàn. Như Văn 100 ngàn. Môi đâu rồi? Môi của Như Văn 101 ngàn. Cuộc sống môn sân. 8 giờ rưỡi cuộc cơm lên. Dạ 8 giờ rưỡi cuộc cơm rồi đây, 101 ngàn của Như Văn. Trời ơi mấy chị đâu hết rồi, trời đất ơi, nãy giờ chưa bán được cái gì hết. Trời ơi đâu mất tiêu. Buổi trưa 2 giờ, buổi tối 8 giờ rưỡi nha. Hôm nay sáng giờ làm đồ ăn giờ mệt quá mấy chị ơi. Nghỉ sớm bữa đi mấy chị. Cường toán cái không phải cái em đang mặc không phải là bộ mà là đầm á chị nè. Là đầm. Chị nào muốn bán em bán rẻ lại cho. Đó, cái này em đang mặc là đầm. Chị đang muốn bán ngày mai em giặt em bán rẻ lại cho. Nha mấy cục cưng. Trời ơi, xem áo chó ở đâu mà thôi lôi vô gì cũng quỷ cái. Quỷ cái, nãy giờ đi đâu vậy quỷ cái? Nè, xem áo chó là xem là đủ máu mua tao ngắt vú nha, Nguyễn Ngọc Tiền Trang. Tiền bố cứng mày rồi đó. Đây, xem mà không mua là tao ngắt nguyên cái đầu vú mày luôn á. Nè. Để bữa nào em giặt cái đầm này rồi bữa nào em lên cho cái tủ quần áo em bán bớt đồ cho mấy chị á. Chứ ngày nào cũng mặc đồ máu hết đồ nó dư quá trời luôn. Rồi nghỉ bé. Nghỉ mấy chị ơi. Nghỉ nha mấy chị ơi. Lấy bánh ăn đi. Đang mặc size L bích bích.
tay. Kiếm quần legging. Ủa bà lấy bao nhiêu cái quần legging? Quần legging thì em là 69.000 cả đó một cân. Rồi bộ lận nè, áo đang mặc còn 3 cái 45.000, trắng, nâu với lại đen đang mặc. Rồi lưng thun 75 cho bạn Thi. Lưng thun 75 là quá ghiền luôn á. Cái quần chị đang mặc còn size L à. Quần đang mặc còn size L ấy ơi. Còn L thôi. Còn màu đen. Quần đang mặc còn màu đen với bà. Còn S nè. SM. Quần đang mặc còn size nhỏ nhưng mà màu đen nha, SM. Quần đang mặc 89.000 nha chị Bích Bích. 89.000 thôi. Nguyễn Kim kiểm tra đơn em tới đâu rồi. Ok để chị, coi nha. Rồi lên tiếp cái chị ơi. Quần chị mặc có xám không? Chợ tôi mới dơ lên luôn nè bay. SML nha, cục cân SML nè. SML. Rồi lên bộ ngố. Bộ ngố 69.000 khổ mấy chị ha. 69.000 giùm em thôi. Bên chị có gọi điện chốt đơn cho em chưa Nguyễn Kim ơi? Có quần ống rộng không chị? Không em ơi. Trời ơi siêu phẩm mấy chị ơi. 69.000 một bộ thôi mấy chị, rất là đẹp luôn nè. 40 tới 60 cân mình mạng vừa giùm em luôn. Màu đen còn có M gái ơi.
anh Phiếu cho. Nè nè, không dám nghe máy luôn. Nè nè, nghe đi. Nghe nghe. Alo. Rồi sao anh? Xin lỗi anh nha, đợi anh cho em cái mã đơn đi để em sửa lại tiền cho tài pháp luật số 0 á. Em đâu biết đâu, anh cho em mã đi rồi em biết bị thôi kiểm tra đơn được chứ. 538 rồi. 5 từ 53 538 693 472 rồi. Rồi để em sửa tiền cho. Anh thu 319 ngàn giùm em nha. Dạ đúng rồi. Rồi rồi. Ok ok. Quân đang mặc hết S nha. Quân đang mặc hết L luôn chị gái ơi. Rồi lên ngố gấu mấy chị, ngố gấu này còn hai màu mấy bà. Ngố gấu này còn hai bà, hai màu. Hàng á mấy bà ơi, mùa dịch nó đi lâu đó mấy chị. 5 ngày 7 ngày một tuần là chuyện bình thường. Em nói thiệt, ráng đợi giùm em nha. Chứ bây giờ mấy chị muốn mua liền không có mấy chị, chỉ có điều ra chợ mua thôi. Thôi còn pyjama hả chị, 95 ngàn. Pyjama 95 ngàn một em một bộ giùm em nha. Dạ rồi ok chị. Tim Phan, Tim Phạm. Rồi ngố gấu nha, 69 ngàn. Ngố gấu 69 ngàn còn hai màu. Ngố gấu cho em xin màu gái ơi. Dạ Sài Gòn thì đi lâu, đi nhanh, còn tỉnh thì nó đi hơi lâu. Mấy chị ở Đồng Nai, Bình Dương chấp nhận phải đi lâu thôi. Bây giờ mấy chị đi mua mà muốn có không có đâu. Ngố heo thúy liễu nè em ơi, muốn mua có liền không có đó mấy chị. Bây giờ mấy chị ra ngoài chợ, mấy chị mua cũng chưa có liền nữa, chợ tao có hoạt động đâu. Sĩ lửa lai cầm giùm em 500 ngàn nha chị yêu nha, lửa lai luôn giùm em luôn. Bi Nguyên lấy ngó gấu sáng. Bi Nguyên lấy ngó gấu sáng. Rồi tiếp luôn. Ngó trắng nè, cái con quỷ, cái con gì nè mấy bà nè, con gấu bịch khẩu trang rất là đúng tiêu chí cho mọi người nha, 5K luôn. Đó bọn bộ đồ này là con đi ra ngoài đường mấy hả? Mấy anh công an có thổi vô cái anh thấy em không? Con gấu em còn bịch khẩu trang chứ nói gì. Đó là thấy chưa? Sợ chưa? Bi Nguyên có ngó gấu sáng rồi. Chốt giùm em con gấu bịch khẩu trang này có hai con nha, một trắng một đen. Đơn em đổi địa chỉ cho em chưa? Ly Trúc chắc đổi rồi sao, anh bóc giùm em đi Ly Trúc. Đổi gì đơn, anh bóc giùm em đi nha. Rồi nè còn hai bộ nè quý vị, 69 ngàn bộ. Rồi lên tiếp giùm em cái này. Pyjama nè. Hình như tôi ngồi không có sung mấy bà ơi, tôi ngồi không có sung mấy bà. Trời ơi con gấu này siêu đẹp luôn nè, con gấu này sale 69 luôn. Ai mà hốt được bộ này là vô mảnh nè. 69 ngàn gấu nu 69 ngàn gấu nu giùm em. Gấu trắng khẩu trang dồn đơn chị Thương Trương Anh Thu. Trắng khẩu trang dồn đơn Trương Anh Thu. Ok la. Bò sữa cho cô Huệ nè. Pyjama quần đùi có nha chị đẹp ơi. Con gấu này đẹp ghê luôn á. Gấu nu dồn đơn nè cho Mỹ Dung. Gấu nu dùng đơn cho Mỹ Dung ok. Rồi mấy chị có muốn em lên áo tay dài nữa không? Hay là muốn em lên áo phát? Comment một cái đem lên cho cái chơi vui vẻ nè. Pyjama. Trời ơi hôm nay về một cái mẫu pyjama beo siêu đẹp luôn. Hôm nay về một mẫu pyjama beo siêu đẹp luôn á. Gấu nu 69 em hết. Rồi bộ này em sale cho cả nhà của mình luôn nè, 79 ngàn nha. Chưa bao giờ có giá như bây giờ mấy người mấy bà. Quần có túi luôn 79 ngàn. 40-60kg mặc vừa LV nè. Mặc sang lắm nha mọi người nha. Rồi áo tay dài phong ok. Sơ mi còn có mẫu rồi cưng ơi. Ơi sơ mi tay dài còn cái nè. Sơ mi tay dài còn cái mấy bạn, 89 ngàn nè. Gấu nuôi em hết rồi bé Vi. Sơ mi tay dài còn một em nè. Này còn một con nè, 59 ngàn. Này 89 ngàn. Trời ơi cái gì đâu mà mấy chục ngàn không mà mấy chị ơi muốn chết luôn à. Rẻ quá mà muốn xỉu quá. LV nu cho mẹ Lê Bảo Lý. Ngố beo hết rồi chị ơi. Ngố beo
hết rồi, em còn pyjama beo à. Rồi bộ này sale luôn 79 luôn, còn có hai em à, sale 79 luôn cho mọi người nha. 79 ngàn. 79, đẹp lắm, 79 ngàn mấy chị. Cái gì? Quần hai màu còn có một cái một à, màu xanh. Áo khoác siêu đẹp. Xuân Kim, chị cũng không biết nữa. Có áo khoác phông ngắn chị Hương Bụi. Áo khoác phông ngắn giá bà có 89 ngàn cái, đợi ship lên cho. Bắp bơ rì cho Lý, Lê Bảo Lý luôn. Áo khoác này là con đúng con định Quảng Châu luôn nè mấy chị. Nhìn cái con áo nè. Mỗi bao nhiêu ký vừa vậy chị? 40-60 ký em ơi, 40-60 cân mặc vừa. Có caro quần dài không chị? Hết rồi Uyên Quyên ơi. 105 ngàn một em khoác. Form này đang rất là hot giùm em. Cái này là chị nào mà gọi là đi nắng đi mưa nè. Với lại là mấy bé mà đi học đồ á, dạng như là unisex đó mấy bà. Nam nữ đều mang được là hot em này cho em liền. Hơi bị đỉnh luôn. 105 ngàn. 100 ngàn, 105 một phát giùm em nha mọi người. Cái này đợt trước em về một lô rồi nè mấy chị. Em nói cái con phát này là siêu xuất sắc chứ bà luôn. 105. Đừng hỏi em bao nhiêu ký mặc dừa. 40 ký bên mặt thì mình sẽ thành phân rộng. Hai mấy chị nha. Mang dễ thương lắm luôn. Dán kiểu dấu quần giùm em là cưng cực kỳ luôn. Em có màu xám nha. Mố beo màu xanh á. Mố beo màu xanh đen á. Màu xanh đen. Lục hết cái đó lên đây là phải con bộ mố beo. Nam bộ của Phương Mẹ lấy ra cho nó Phương Mẹ đi. Em quăng anh bận hết rồi đó. Mố beo quăng bận hết rồi đó. Mố bao nhiêu ký vừa bảo rồi nè. Rồi em lên cái con phát này cho bà chị coi nè ha. Rồi 100 á. Có xếp 3 món quần dài không chị? Hết rồi Hân Hân ơi. Sao món quần dài chị hết hàng rồi. 105 mấy bà ơi. 105. Bộ bút bơ rì cho chị Hân Phạm. Để cái này em treo lên đi mấy bà ơi. Chiều này em like đi. Để em treo cái bộ này, cái áo khoác này lên chiều em like. Này chị đồ ấy thì chốt nha mọi người nha. Áo khoác này là để dành cho mấy chị vô thu đông nè. Mặc lạ lắm luôn. Cái này là áo khoác nỉ giùm em mọi người. Áo khoác nỉ nha. Áo khoác nỉ. Để chiều nay em treo con áo này lên sau đi. Pyjama quần dài hả? Em còn có mỏng đây thôi à. Bộ này đẹp nè. Sale luôn với mấy chị 95 luôn. Lấy bộ này đi, bao dễ thương. Lấy bộ này cho em đi, 95 ngàn con vịt. 95 ngàn, 40-60 ký mặc thoải mái luôn. Burberry quần hết thì chị ơi. Hết rồi. Burberry em hết rồi, còn bộ này thôi. Đằng sau lưng đó là ấy hết chứ ơi nè, pyjama là tụi đeo ơi. 95 ngàn giùm em nè, còn cái này màu thôi. Bộ sen nha, đang rất là hot luôn. Bộ con vịt này đẹp lắm, còn có bộ ai hốt giùm em luôn cho nó hết nè. Rồi lên tiếp luôn. Áo tay dài, mấy chị nào lấy áo tay dài nữa không? Để biết được em lên nghe. Thay áo tay dài đi quý vị. Bộ vịt 95 cho chị Ngọc Xuyên. Sale 95 ngàn thôi. Hết dịch luôn, còn có một con dịch hà. Ai lấy dịch một chút dịch cho em nghe. Rồi, cái này em sale 95 luôn. Em sale 95 ngàn luôn, có hai màu. Trời ơi, em sẽ lên cái bộ này cho bà coi nè. Không đẹp, không sang, không lấy tiền nha quý vị nha. Không đẹp, không sang, không lấy tiền quần nè. 40-60kg mặc vừa giùm em, chị Trang ơi, giữ đơn em đó. Ok em, ủa, gái ngoan biết đi đơn chưa ta? Em chốt trước mà, chút không lấy comment. Bộ dịch hết rồi. Còn bộ thể thao đã còn chứ chị. Thể thao này em còn nè. Nè. Thể thao nè. 105 mà tình yêu ơi, 105 nè. Trời cá phát dinh treo hoài luôn, mới mua giùm tôi. Sale luôn cho bà chị á nè. 100 hồng bộ bán 115. Hồng bộ bán cái gì ta? 129 ngàn. Sale luôn cho bà luôn. 119 ngàn áo phát dinh. Có lộn áo samidin. Samidin nha. Không lắm à, đơn Thanh Thủy hôm thứ năm đi chưa chị? Chưa em. Hàng hôm thứ năm là chưa có đi đâu. Dạ chị Nhung Săn chưa? Chị Nhung Săn ơi, đẹp lắm luôn. Em lên form hai màu nha. Hai màu giùm em pyjama nè.
Ủa đi rồi hả? Chị Dung Săn đi rồi, chị Dung Săn ơi, mà lừa ở đây cũng có tính ship tao, trời ơi. Chị Dung Săn có đời nào em tính ship đâu mà lừa ở đây đã muôn lần mười mấy 20 bộ không mà, có đời nào tính ship phải đâu mà. Ngọc Mai lấy veo hai màu thiệt luôn á. Xếp ngon treo đây chị ơi. Cái này là cổ sen nha tình yêu, chỗ cái bộ này đẹp lắm luôn. Em nói thì em còn mấy bộ à, 95 ngàn. Cách nhà em mua là mua ghiền luôn mọi người. Mua một lần mười mấy 20 bộ. Con bé khách em, mấy chị mấy ông nó lựa em 5 ngày, nó mua 3 triệu mấy 4 triệu tiền đồ. Khủng khiếp thiệt. Còn áo sơ mi riêng tay dài không? Dạ hết rồi chị, hết rồi. Riêng tay dài em hết rồi sao? Ok, lấy em màu vàng nè, cho lụa kim nè, bộ này mặc sang lắm mấy bà ơi. Lụa kim beo vàng nè, đẹp lắm. Không, xếp nu gần xếp cam. À, nãy hả em? 105 một cân ơi, xếp thể thao nha. Dây rút hai bên. Lụa kim điêu mới giùm em nè chế. Beo vàng cho Hân Phạm. Áo khoác nè, để em cho em lên cho bà chứ không có mặc áo khoác. Áo khoác Quảng Châu giá rất là rẻ luôn. Mấy chị ở trong cái livestream này cho em đi, em sẽ lên cho mấy chị một cái áo khoác Quảng Châu có 89 ngàn thôi. Đảm bảo cho mấy chị là mấy chị nhận hàng mấy chị sẽ rất là mê mệt luôn. Hai lớp luôn mà rẻ lắm. Beo vàng cho Hân Phạm, beo vàng cho Thúy Liễu. Dạ quần sọt em hết rồi chị, có 89 ngàn à, em hết rồi. Một bộ cổ sen cho em xin cái màu đi cục cưng ơi. Dạ thể thao 105 chị ơi, thể thao là 105 ngàn à chị. Thể thao là rẻ lắm luôn, có 105 ngàn bộ thôi. Rồi bộ này em còn hai màu nè. Quận kẹp này lên em cái nha. Quần sọt còn không em hết rồi chị. Quần sọt em còn quần sọt đùi đen 49 ngàn. Rồi để em lên cái con áo tay dài này cho. Màu nâu chị nha, ok em Mỹ Dung. Màu nâu cho Mỹ Dung nè. Nó rẻ quá trời luôn. Trời ơi xinh chưa. 49 ngàn nha mấy chị nha, mẫu mới luôn. Được 4 màu. Thử. Thôi không thôi em lên một cái thôi là lát hồi nữa. Cưng có lên một bên thôi, xong mà lát hồi nó để qua một góc rồi bắt đầu em lên lại một lạt lượt cho là hàng tiết kiệm nó vậy nó nhanh hơn. Đừng có thắt app này ra, thắt app khác vô nó sẽ rất là lâu. Cứ lên một lạt một bên thôi, xong rồi lát rồi mình lên lại bên kia. À, đúng rồi, nu tay dài dồn đơn 49 ngàn cho Nguyệt Nguyễn, mẫu mới nha mọi người. Cho em xem sọc đùi 49 có luôn, em đợi chút chị lên cho cưng. Đây, em lên cụ tròn vải rất là đẹp đó chị ơi. Áo trắng Nguyễn Hồng.
áo trắng Nguyễn Hồng, giá áo 49.000, hết áo còn cái đen tay dài cho Xuân Si, còn cái đen tay dài cuối cùng cho Xuân Si là hết áo. Rồi quần đang mang, giá đuôi to bình thường chị ơi. Beo gì vậy chị? Beo là pyjama em. Beo là pyjama hot lắm trời ơi trời. Có 95.000 à, nó rẻ quá trời. Quần chị mang có bán, báo giá chắc xỉu quá. Quần ngố zin co dạng 79.000 cái. Beo pyjama hai màu à, đẹp lắm luôn, sang xỉu. Đây nè mấy bà, pyjama beo. Cái này là kiểu cổ nè, hơi bị hot luôn. Còn hai màu à, cái này có hai màu nha mọi người nha. Beo đen với lại beo nâu. Có xếp đùi không chị? Có xếp đùi em, đợi chút xíu chị lên cho em. Quần đang mang với chị ơi, 3 size XML. Quần là quần zin lưng cao nha mọi người nha. Có 79.000 cái quần zin này thôi á mấy chị. Chóp co dạng luôn, mặc sướng lắm. S là dưới 48kg, M là dưới 53kg và L là dưới 57-56kg mặc vừa. Mới đang mặc nè. Nu còn cái hả? Vậy là nu còn cái, áo đang mặc còn cái nu. Ai lấy thì lấy giùm em luôn. Khỏe nè, lấy nè, nu veo nè. Ri ngó cho khỏe luôn nè. S L xíu nha. Rồi ok, 50kg lận rồi, chốt rồi. 52kg mặc lò đây gái. Ngó S nè. Nguyễn Tê Diệp, lộn lộn. Xin lỗi Nguyễn Tê Diệp, Nguyễn Trang lấy ngó S nè. Dưới 48kg, M là dưới 55-56kg mặc dừa. Quần L cho Lương Bảo Chanh nè. Hết M rồi mấy chị ơi, còn S với L không à. Đùi S Ti Ti Đinh nè. 49kg vừa chị, S 49kg vừa chị Ti, chị Trường Nguyễn Trang ơi nè. Em 50kg nè, nhưng mà em cao. Chị mặc thoải mái luôn. Rồi đùi M cho Ti Ti Đinh. Chị bắt đầu lấy S. Còn đùi là đùi, cái đùi là cái này là M nè. Đùi M nè. Đùi nè em ơi, 49.000 cưng ơi. Đùi 49.000 mấy bà. 3 size, đùi S cho Hồng nữ nhân. Áo đã mặc em hết rồi, để em lên cái áo khác. Đùi M cho Nguyễn Trang. Từ từ Xuân Si lấy trước. Dạ lên nó khoác ngắn liền. Thấy em bộ xanh với kem cổ sen sau lưng chị. Ok Linh Phạm. Linh Phạm xanh với kem. Áo đen nó còn nãy có người lấy cuối cùng đó anh.
Anh hỏi em cái áo đen của chị đó đâu đó, em kêu áo đang mặc nè. Tụi nó mất trí nhớ đi trời, chắc chết à. Đồ em mò cho Nguyễn Trang có chưa ta? Đồ em mò cho Nguyễn Trang nha, coi tới xíu chưa anh? Hả? Nè, quần em mò nè. Đùi trắng còn có 2 size, mấy chị ơi, cũng 49 ngàn luôn. Đùi trắng còn cái L, mấy chị, đùi trắng còn L thôi. Y chang cái này luôn mà nó màu trắng nè mọi người. Trời ơi, bình thường mặc cái L lên cũng được nha, mà bây giờ nó vậy bà, rộng rinh luôn. Rồi, sen nu 95 cho chị Liên Mon. Nu 95 chị Liên Mon còn 1. Đùi đang ghét cho Kiều em. Áo mặc còn nu chị Thu Thảo. Cái loại em đang mặc là hàng 47. Còn chị muốn cái màu nâu nè, mà em còn có hàng 49 được không? Đang mặc em còn loại 49 thôi, mà lấy luôn em đã 47 cho. Mấy chị lấy đi em đã 47 cho. Nè, màu trắng nè, màu nâu nè. Rồi màu đen luôn, đã 47 ngàn luôn nha. Bằng cái áo đang mặc luôn. Nè, đó. Nâu đen thì có hết á. Thanh Xuân cho em xin cái size. Thanh Xuân cho em xin cái size. Rồi tập trung chuyên môn chuẩn bị em lên một cái mẫu quần. Một cái mẫu quần ngủ xe cho chị em mình. Chia sẻ cho mấy con sống mấy người coi vậy trời, buồn quá hả. Liên Mon có chung đơn ngay bảo em. Chung đơn ngay bảo em tình yêu ơi. Tiếp tục nha mọi người. Có thăm thủy ra gọi nhà em nào có chung đơn không bảo luôn nha cục cưng. Bộ đùi nè mấy bà ơi, bộ đùi nè. Bộ đồ gu xì này mà đáng lẽ em bán nha mấy bà, hàng Thái này á em bán giá rất là cao luôn, nhưng mà bộ này hôm nay em bán cho bà chỉ 65 ngàn bộ. Quần đang mặc L hả? Quần đang mặc hết L rồi. Cái gì? Đùi đen cho Kiều em có chưa? Kiều em có đùi đen chưa? Hồ nữ nhân. Bên nó còn cái S thôi đúng không? Còn cái M cho Nguyễn Trang. À nó mặc có màu nu nè. Quần đang mặc hết L đi chứ ơi. Diệu Nguyễn. Đúng rồi. Diệu Nguyễn 1 dây. Còn áo 2 dây chẳng dồn đơn. Áo 2 dây chẳng dồn đơn đi Diệu Nguyễn. 47 ngàn. Hết rồi bà ơi. Thanh Xuân áo đang mang. Liên Hoa chung đơn là thăm thủy em ok. Rồi bộ này em xem rẻ cho bà luôn mấy bà ơi. Đẹp lắm mấy chị. Nguyên con gấu này là hàng thuê mấy chị, nhìn cái form áo mấy chị biết đẹp liền. Cái phao, cái áo của nó là áo tay lỡ cho mấy chị luôn nè. Form to 60kg mặc vừa. Đây. Ôi nó thiệt đúng dễ thương luôn. Y chang hàng. Hình sao là hàng y chang như vậy. Em về đúng hai màu cho mấy bà luôn. 65 ngàn một bộ nha. 65 ngàn. Trời ơi màu xanh này quý vợ ơi. Con gấu này thiêu nha. Con gấu này thiêu giùm em nha. Đẹp chưa. Có hai màu à. Rồi trắng với lại màu hồng với lại màu xanh. 40-60kg, 10kg mặc vừa. Kim Xuân ok cho em lên cái bộ này xong đem lên áo khoác thì Kim Xuân coi nha Kim Xuân ơi. Rồi 65 ngàn quý chị ơi. Form rộng nha mọi người nha. Quần đùi luôn, mặc đẹp lắm. Ba bộ đồ gu xì cho Trịnh Minh Thư. Mấy cái này em có đăng hình hết mấy bà. Nè có màu xanh khác đó nè. Con ngắn để em tí, xăm cho thăm tâm. 40-60kg mặc vừa giùm em nè. Nhung nè. Nhung tu su nè, xanh nè. Hàng theo hết nha mấy chị, hàng theo hết luôn. 4 bộ cho Hồng. Hồng nữ nhân mua thêm cặp giúp em cho chị ơi, ngân lụa luôn. Lấy sỉ thì cặp giùm em, còn mua lẻ thì chốt 5 sản phẩm thôi. Khách lạ chỉ chốt 5 sản phẩm thôi, trừ trường hợp khách quen đã mua em nhiều lần em thì em mới chốt nhiều nha. Khách lạ chỉ chốt 5 sản phẩm thôi. Thanh Nga ngân lụa luôn. Nhung su su đi đơn, cái này đơn mới giùm em. Đúng rồi. Rồi chị Thanh Nga thì ngân lụa luôn nè, nãy giờ nhiều lắm rồi nè. Cái chị mua lẻ, mấy chị mua một mẫu nào cũng đủ màu, hai màu là em ngại bán lắm. Em nói thiệt, hầu như là đặt cho vui không à. Chứ không ai mà mua bận mua kiểu đó đó. Nguyễn Thư nè,
anh là em với bé Đạm có đặt ý hả? À ok em. Hồng nữ nhân chung đơn ấy là có bạn bé Đạm. Có khách quen thì em biết nha. Mấy chị đã mua hàng nhà em rồi, mấy chị biết chất vải em ok. Chứ đừng có mà vô đặt đặt sản sản. Không ai mượn nha, không ai mượn đặt đặt vui nha, không ai mượn comment nha mấy bà. Nhắm mua được thì mua, không mua được thì thôi, không ai ép nha mấy chị. Coi vui vẻ cũng được, ngồi coi vui vẻ chị em mình cũng được mấy bà ơi. Chứ đừng có đặt đặt, đừng có đặt cái kiểu mà vô mà mẫu nào cũng lấy đủ màu xong rồi gọi điện không nghe máy em rất là ngại bán. Em cọc vô số tài khoản nha chị yêu, ok em. Nay được fan cứng luôn mới ghê. Mấy bà mà được fan cứng là chuẩn bị nha, Tết này có quà nha. Tôi đã lên kế hoạch là Tết nè mấy bà. Chơi lớn luôn. Mấy bà fan cứng chuẩn bị nhớ theo dõi em thường xuyên nghe không. Chị Karin có xanh chưa? Giúp cho chị Karin một bộ luôn. Rồi còn Hồng. Còn Hồng sống 9.000. Hồng sống 9.000 mới chứ anh lấy Hồng chút Hồng giùm em luôn. Quần đang mặc hết rồi, cục cơm ơi, cỏ bán mà hết rồi em. Áo khoác nè quý vị. Ừ. Mấy chị nào mà khách mới mà chưa mua hẹn lần nào mà vô đặt trên năm sản phẩm em cứ chốt đâu. Chị nào trường hợp cặp giùm em nha. Đặt nhiều xong rồi gọi điện không nghe máy em ngại lắm mấy chị. Xả ra xả vô ai cũng mệt đó. Rồi Hồng 65 cho chị Hồng Thùy. Bị lên chứ lộn. Cọc cạc hoặc là gì ta? Cọc cạc hoặc là chuyển tiền vào số tài khoản giùm em. Em bắt mấy chị cọc cũng có 50.000 chứ em cũng bắt cọc 100 hay 200.000. Đừng có kêu em lừa gạt chị 50.000 của mấy bà nha mấy bà nha. Mấy bà nào mà kêu hả? Có năm cái gì? Thôi em đâu có biết mua hàng kiểu cọc trước đâu. Má ơi, nếu mà cười lừa thì lừa đừng lừa thôi, không có lừa hôi lông. Không có lừa hôi lông 50.000. Đúng không mấy bà? Ai mà lừa hôi lông 50.000 chi? Ủa đâu rồi, mất tiêu rồi. Thiệt. Em lừa là em lừa cho đáng. Đúng không mấy bà? Trời ơi. Khách em là mua lẻ 3-4 triệu chuyển khoản trước cho em luôn. Một tuần em chưa gửi được hàng vì lý do cái khu đó dịch em không đi hàng được. Đó mấy bà thấy không? Em còn nôn mấy chị nhận hàng hơn em bán. Thiệt, mấy chị nôn 1 chứ em nôn 10. Thứ nhất mấy chị nhận được hàng rồi nè, mấy chị biết hàng đẹp mấy chị quay lại mấy chị ủng hộ em nữa, em còn bán được lần hai nữa. Chứ hàng em dựa ở nhà hoài, dù mấy chị chuyển khoản cho em hết rồi, mấy chị chưa đặt nhận được hàng thì mấy chị đâu có mua hàng mới. Em nói thiệt, ai cũng vậy thôi à. Đòi 65 hay 69 bà? Gì? Đùi 65 mà bà ơi, đùi 65 mà bà. Đùi có 65.000 thôi. Mấy chị đừng lo nha, em nói điên điên vậy thôi chứ em tính 65.000 hết đó chứ em không tính 69 đâu. Nhiều khi em nói nhầm đó mọi người. Cọc có 50 thôi, em không cọc nhiều. Chị nào á, thông mấy chị nào mua trên 5 sản phẩm rồi muốn mua thêm ra cọc giùm em đi rồi chạy vô mình đặt tiếp. Tại vì có vài chị kêu mắc cười lắm. Đặt em xong rồi á hả, cái cân cọc cạc. Khu nhà chị đang mưa lắm. Mai đi chị cọc cho. Là có nghĩa là em đã biết chị này không cọc rồi. Em cố tình em nhây mấy chị hiểu không. Em vô nhắn tin, chị ơi ở khúc nhà chị hết mưa chưa chị? Chị cọc cho em được chưa chị? Đọc tin nhắn không dám trả lời luôn là biết rồi đó. Là biết cái mùi đó mấy bà. Nguyễn Quân gửi rồi. Em nói thiệt. Trời ơi, em bán hàng 3-4 năm rồi. Cái cách của mấy chị nhắn tin, cái cách mấy chị mua hàng nhiệt tình hay là sao em biết hết. Em nói thiệt. Chị là em không muốn khách hàng bị quê với em thôi. Chứ ngày xưa á, mấy chị nào mà theo dõi em biết nè. Ngày xưa bé Trang bán hàng á hả? Không được, ở chửi thẳng mặt trên live, cho quê tại chỗ khỏi mua hàng luôn cũng được. Ngày xưa em là vậy đó mấy bà. Bây giờ là em thay đổi rất là nhiều rồi đó mấy chị. Tại vì sao? Em có con rồi, em có con trai rồi mấy chị. Em phải giữ đất cho con em không dám chửi bậy đó mấy bà ơi, em sợ. Áo khoác chị mặc báo giá xỉu liền, 89.000. Có con một à. 89.000. Sao em mua hoài rồi cũng phải cọc? Tại ba cái khu bà bị dịch. Khu bà bị dịch mà tôi cho bà mua nhiều, bà cọc có 50.000 mà tôi cho bà lựa đã đời luôn. Còn đâu có gì nữa. Nguyễn là áo khoác mà khách nhà em dễ thương lắm, em mới thiệt. Nói cọc bà ừ, khách quen nha mọi người.
cái khu đó xui bị dịch thôi, em gửi hàng tới không giao được cho chị đó. Chị đó nói nè, bé Trang ơi, chị em mình thân thì thân thiệt, nhưng mà hả, tiền ship chị vẫn trả cho em bình thường nha, em đừng có xả hàng chị, bắn cho em 100.000 liền luôn, ship 2 lần. Trời ơi, thấy thương gì đâu á, 89.000 chứ mày 69 đâu má, 69.000 là lòi le đó bà ơi. Ủa vậy hả, chắc nhân viên nó kêu bà cọc á. Sushi candy baby, chắc nhân viên kêu cọc quá chị. Tại vì mấy bạn á hả, mấy bạn phải làm đúng nguyên tắc thôi. Trừ trường hợp em mà check inbox cho mấy chị á, em mới biết mấy chị là ai. Chứ còn mấy bạn làm theo ca, mấy bạn đâu có biết đâu. Mấy bạn không biết, mấy bạn vô là cứ ừ. Lỡ mà không cọc em, lỡ bị em chửi sao mấy bà, đúng không? Mấy bà đừng trách nhân viên em, nó lỡ nó kêu mấy chị cọc, mấy chị cứ cọc đi. Của em cũng trừ vào đơn hàng à. Có một cái à, lấy màu khác đi nè, mẫu này mẫu mới nè, 89.000 luôn, hàng dù 2 lớp, hơi bị xịn nha, màu vàng. Quần ngố em hết rồi, chiều nay mới về hàng thêm. Nè mấy chị, hơi bị xinh luôn. Trời ơi, cái áo Hàn Quốc chưa, 89.000 à mấy chị ơi, 89.000. À đây em đang bận chút, em 89 vàng. Cái này là hàng quảng trao, em săn được hàng sale mới có giá rẻ như vậy thôi. Rồi, cái này mấy chị chốt giùm em là túi hộp. Túi hộp nha, túi hộp 89. Đang mặc mấy chị chốt em 89 vàng. 89 vàng. Rồi cái này mấy chị chốt em là túi hộp nè. Em có thiệt, mấy cái này mà mấy chị về mấy chị phối với chân váy ôm đồ á, đẹp lắm luôn. Như hàng Quảng Châu vậy đó, nhưng mà nó là hàng Quảng Châu thiệt. Em sang được là hàng sale mà, chứ đâu có giá như vậy đâu mọi người. Không, bộ này nè 89.000 à. Phương Thùy ơi, đổi màu, lên màu giùm chị, lên màu giùm chị. Đừng có comment khoác đang mặc. Đừng comment khoác đang mặc. Một là vàng, hai là vàng túi hộp. Một là vàng, hai là vàng túi hộp. Chứ đừng comment màu đang bận. Cái nào cũng mặc lên hết đó mấy chị. Thì lên nhận được đơn cũ chưa báo em. Trời ơi má ơi, con cái túi hộp này nó đỉnh đỉnh vô. Túi hộp chốt. Túi hộp chốt cho Nguyễn Trang. Túi hộp chốt cho Kim Ngân. Áo lay cuối còn không chị? Áo cuối lay hồi nãy rồi, áo nào ta? Còn, còn màu đen, màu hồng với lại mono tay ngắn đúng không? Còn đen, trắng với lại no 3 màu. Đây là Nguyễn Lê Thủy Tiên ơi, túi hộp 89.000 một cái túi hộp giùm em. Cái này mấy chị tự gọi là tự ấy nha, tự chỉnh nha. Rồi túi hộp lấy 3 áo khoác chỉnh Minh thôi để chị lấy cho em đủ màu. Túi hộp 1. Túi hộp này có màu đen rồi nè mấy chị ơi. Để em coi nha. Cái chân lộ. Túi hộp nè. Mấy cái anh Minh Thư 3 cái túi hộp nè. Vàng túi hộp cho Phương Nguyễn. Vàng túi hộp cho Phương Nguyễn. Phương Nguyễn lấy vàng túi hộp. Túi hộp có màu khác không? Có màu đen. Còn hai cái màu đen. Túi hộp còn hai cái màu đen quý vị ơi. Túi hộp. Túi hộp đen cho Nguyễn Học. Túi hộp đen cho Nguyễn Học. Túi hộp còn cái đen nữa nè mấy chị, túi hộp. Túi hộp còn một đen. Hộp đen cho Kiều em luôn, hết. Rồi, vàng nón còn một cái. Vàng nón. Vàng nón 89 còn một. Vàng nón 89. Đen nón 89, vàng nón và đen nón 2 màu. Phát vàng nón và đen nón, đúng cú pháp giùm em. Lan Anh ơi, 89.000 cưng ơi. Vàng nón cho Nguyệt Nguyễn. Hàng 2 lớp, đẹp lắm. Vàng nón và đen nón quý vị. Nguyệt Nguyễn ơi, mua thêm cặp giùm chị.
ngon lửa luôn đi bé yêu. Giá sỉ sao á bà? Sỉ nhà em cứ sỉ chênh lệch với lẻ 15.000. Từ 13 cho tới 15.000 bà ơi, tùy mẫu nha. 13 tới 15.000 bà. Ví dụ như mẫu này 89 nè. Thì sỉ á, sỉ em này là 75 hoặc là 76.000. 75, 76 tùy mã nha. Còn lẻ thì em bán đồng giá hết 89.000. Mắc công em bán lẻ, bán sỉ, báo tùm lum khách lộn xộn lắm nên em không có dám báo. Vàng nó hết. Coco baby nè. Áo vàng không nón cho Nguyễn Ngọc Hân. Vàng không nón nè. Vàng không nón nè, Ngọc Hân nè. Còn đen nón thì mấy bà ơi, đen nón 89.000. Còn đen nón mấy bà, ai lấy đen nón chút đen nón em nha. Lan Anh lấy đen, lấy vàng không nón. Biết còn không đây? Còn nè. Vàng không nón còn một cái nè. Nguyễn Phượng. Ê, nói nghe nãy bà ơi, vàng nón em còn một cái cho bà nào nè. Em còn cái vàng nón, chị đòi lấy vàng nón chút lại vàng nón giùm em luôn. Vàng không nón còn hết rồi em ơi, vàng không nón hết rồi. Còn cái vàng nón mấy bà ơi, còn cái vàng nón. Ai chưa có vàng nón chốt giùm em. Vàng nón còn một cái. Còn cái vàng nón. Vàng không nón em hết rồi, bình ơi. Còn màu hồng. Hồng này bị lỗi. Hồng này lỗi. Áo dây đen chị bận còn. Lan Anh ơi, hồng nó lỗi rồi. Sỉ cọc giùm em 500 ngàn lựa hàng trên like nha. Giá bán lẻ là rẻ lắm mà mấy chị, sỉ còn rẻ hơn nữa. Mấy chị lấy sỉ nhà em là mấy chị hả, khỏi lo về cái mẫu mã luôn. Em săn hàng cái bà gã là ghiền luôn. Nguyễn Phượng có cái vàng nón rồi, phải không? Nguyễn Phượng có cái vàng nón cho ta. Hình như chưa hay sao? Này cái này là cái vàng nón, cái đó hay là hai cái vàng không nón á. Cái đó là hai cái vàng không nón. Vàng nón đó, vàng nón nè, vàng nón nè. Đen nón nè. Đen nón nè. Thấy bình luận em không? Có em, lấy cái gì vậy? Ủa vậy hả bà Lan Anh? Lan Anh là Di Di, mẹ mẹ. Tôi chán với bà sĩ, tôi chán. Yeah. Ủa tôi chán bà sĩ tôi ghê. Cứ à, lâu lâu một nít. Cứ lâu lâu hai ba bữa cái vô đội một nít khác. Tôi muốn sang chấn tâm lý với mấy bà thiệt. Đen không nón cũng 89 luôn cơm. Đen không nón cũng 89 luôn. Vàng không nón nha người. Vàng không nón đó. Vàng hết rồi, hết rồi. Cái đó vàng nón hay vàng không nón đó. Hai cái vàng không nón có phiếu mà. Coi lại coi má, coi chừng má lộn đó má. Cái này là phơm to rồi bà. Đen không nón có túi. Vàng không nón nè. Vàng không nón cho bích bích nè. Từ 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 từ. Ai trước đây. Nguyễn Ngọc Hân nó ra luôn, nó ra phiếu rồi nè, nó ghi số 1 luôn nè. Vàng không nón nha. Mở ra coi phải không. Cái đó cái nón chứ không nón đâu. Anh ơi, anh hỏi lương hả? Anh hỏi lương hả? Vậy là cái vàng nón đó của chị Nguyễn Phượng đó má. Bỏ điên bỏ khùng. Vàng không nón cho muôn mèo. Ơ lộn phải lộn lộn. Vàng không nón hồi nãy còn một cái cho bích bích. Bây giờ còn đen không nón thôi 89.000. Thanh Nga kêu cọc rồi nè. Bà Nhi E lấy 3 giùm tôi nha bà Nhi E ơi. Chị lấy 3 giùm em. Chị ơi có áo thu đông không chị? Hoa ruby nè em bữa mua hàng không nghe máy rồi. Mua hàng không nghe máy, mua lật xong mua phải cọc giùm em nha. 10 gấu còn cho chị Thanh Nga. Em chốt với chị đó chị Thanh Nga ơi. Hồi nãy em chốt cho chị. Ủa
đùi gấu xanh hết rồi. Nãy em chú chị Thanh Nga ai đùi gấu xanh chưa ta? Ừ. Chị Thanh Nga có rồi đó, chị Thanh Nga có bộ gấu rồi đó. Dạ 7:30. 7:30 tối nay gặp mấy chị em mình nha. Nè áo khoác còn. Bây giờ còn đen nón lại đen không nón, ai muốn lấy nào lại lấy. Ok, vậy thôi khỏi chốt. Vàng không nón em có không? Nguyễn Ngọc Hân. Nguyễn Ngọc Hân chốt trước hay sao? Nguyễn Ngọc Hân chốt trước hay sao? Cái vàng không nón của Nguyễn Ngọc Hân đó nha. Bây giờ còn đen nón mấy má ơi, mệt quá. Rồi 3 cái đen nón. Rồi 4, 5 cái đen không nón là hết. Không lấy gì, không lấy nha. Sao em cắt qua trước? Không thấy chị ha. Là sao? Đen không nón chút lẹ Nguyễn. Đầm body phía sau đi chị. Này hả em? 99.000 chị đang sale. Sale rẻ quá chị, rẻ mà không ai mua cho chị nè. Giống hiểu luôn á. Áo hấp đi 59.000 nè. Nguyễn Ngọc Hân áo đen. Ngân Kim đúng rồi, chút lại Nguyễn phải chị đó không? Coi lại coi. Kim Ngân lấy đen nó. Coi lại, kiểm tra lại coi chút lại Nguyễn nào vậy? Không, chút lại Nguyễn này là khách, không phải, không biết nữa. Coi số điện thoại đi. Chúc Lệ Nguyễn này có số điện thoại đi. Có một chị tên là Chúc Lệ Nguyễn, hàng tới là không có nhận. Chưa có lưu thông tin. Hết vàng không nón mà Bích Bích ơi. Hết vàng không nón mà Bích Bích không có vàng không nón nha em. Kiểm tra giùm chị đi. Không. Bên giao hàng nhà tiết kiệm. Chúc Lệ Nguyễn đó bên nhà tiết kiệm. Chỉ có 59.000 à. Đùi gấu theo còn không chị? Còn. Đen nón em coi muôn mèo hết rồi. Còn kìa, lát hồi chị lên lại cho. Cái này mặc lên quần đùi dễ thương lắm. Lát em lên quần đùi cho bà coi. Phải không? Chị Chúc Lệ Nguyễn này hàng tới không nghe máy nhận hàng cho em rồi nè. Gọi điện cho chị mấy ngày hôm nay không nghe. Không phải Chúc Lệ Nguyễn này không ta? Lên kịp trao đơn rồi đúng không? Chị Chúc Lệ Nguyễn ơi, hàng tới rồi không nghe máy nhận hàng cho em nè chị. Alo, chị có Chúc Lệ Nguyễn còn ở trong live stream không? Trả lời em liền nè. Dạ có, chị có 59.000 à, hot deal. Xét sơ mi ngố lên chưa chị? Chiều nay em ơi, chiều nay sơ mi ngố mới về. Chị Chúc Lệ Nguyễn đâu rồi? Bà trốn luôn rồi kìa. Áo dây bên trong còn. Đùi gấu hồng cho Thảo Trần. Ok em. Không có nói là sao tao biết. Mấy bay không nói, mấy bay vô mấy bay comment. Không có nói ừ chị ơi em chung đơn với mấy đạm. Tôi biết đường. Tự nhiên vô comment không nói gì hết trơn. Sao biết đường mà mò mấy bà. Còn đen nón nè. Rồi là ông tả mất tích luôn. Vậy hả? Rồi kêu tên bãi mà trốn luôn rồi kìa. Há chán dữ trời. Sông Phú Long. Không. Mà này bà giới này ở đâu? Phú gì? Phú gì? Bình Định đúng không? Chị nào Bình Định đúng không? Bé chăn bị đỉnh phải không? Sao em máu ngón rộng em hết rồi? Tới công chuyện với tôi. Em có thiệt với bà luôn nha. Có một số dùng mấy bà ơi, không bao giờ bơm. Quần ngón em hết rồi, tình yêu quần ngón em hết rồi. Ok tình yêu luôn. Bình Thuận hả? Đúng rồi. Trốn luôn rồi. Đen không nón hả em? Thôi lát là tôi la lại cái đó sau đi cơ ơi. Lát lại cái đó sau đi. Rồi áo này 59.000 đó chị. Không em không quần dài. Rồi 59.000. Trời ơi cái áo hot đi bán có 59.000 cái mấy chị. Dễ thương lắm luôn á. Đây nè mua về mặc cặp rồi đúng bài luôn á. 40-60kg mặc
dễ thương chưa? Màu đen nè, màu đen màu vàng. Mẫu nào vậy trời, crop top hồng nút nào vậy ta? Liên Môn có đơn nhà em rồi chị. Hót đi còn hai em nào lấy hót đi không? 59 ngàn. Áo hai em đang mặc giá 45 ngàn, 47 ngàn chứ lộn. Quần mặc hết đi mấy chị ơi. Quần đang mặc có bán nè. Quần đang mặc giá 49 ngàn cái. Đang mặc 49 ngàn. Tiếp tục mấy chị ơi. Mê luôn cái bà luôn nè.
dễ thương lắm. Đây, pyjama cho em xin cái màu gì đây, Minh Lê ơi. Tại cái này bữa hôm để giờ để trong góc của mọi người nên lên em lên em sale luôn cho nó gọn hàng thôi mấy chị. Em lên em sale cho nó gọn hàng thôi chứ cái hàng em có giá đâu mọi người ơi. Em thử cho mọi người coi cái form nè. Cổ sen luôn dễ thương quá trời. Hết rồi em ơi, cưng cưng ơi. Chị vừa hết xong luôn á cưng. Trời ơi, bán có 65.000 bộ lụa satin nha mọi người. Quá rẻ luôn quý vị ơi. Con này mà không chốt thì thôi là quá tiếc luôn. Nguyễn Phượng, ủa Nguyễn Phượng có áo gì vậy? Nguyễn Phượng có áo gì vậy ta? 65.000, quá trời dễ thương. Không lấy áo gì? Thì Nguyễn Phượng lấy cái gì? Hai lấy hai cái quần, không lấy hai cái áo nào vậy? Đùi gấu thêu còn chị Thanh Nga màu hồng. Đùi gấu thêu còn màu hồng quý vị. Nè gấu hồng nè. Đùi thêu còn hồng mấy bà ơi. Ủa áo thun nào chị Hoa hồng đen? Chị đặt trong inbox em hả? Ủa cái này lộn. Có một cái vuông xì. Vuông xì vuông. Áo khoác còn không chị, còn mày kiểu khác nha em. Hai hồng chị Thanh Nga. Ok la, mấy chị có mấy bộ rồi. Gấu hồng chị Thanh Nga hai bộ. Ờ còn cái gấu vuông, à lấy gấu vuông, chút gấu vuông giùm em luôn. À lấy gấu vuông, chút gấu vuông nha mọi người. Gấu vuông. Rồi cái set này em sale cho mấy bà luôn, 89.000 set sami nè. Dạ rồi để em kiểm tra lại chị Hoa hồng đen ơi. Để em kiểm tra lại cho chị. Ngố mấy chị ơi. Cái này trẻ quá rồi mấy chị ơi. Rồi ngưng mấy chị nha. Tối nay lên tiếp cả nhà ơi. Tối nay em lên tiếp cho. Rồi tối nay ngưng mấy bà ơi. Còn ai lấy gì nữa không? Áo hai cho trên cho Bình Bình. Chị nào chốt chưa đủ á, tối nay em còn like mấy chị vô dồn giùm em luôn ha. Chị nào mua trên 5 sản phẩm thì nhớ cọc giúp em. Để tối nay bắt công đang coi like giữa chừng mà bị mấy Trang bắt đi cọc là tức chết á nha. Nên là chị nào chụp cọc tụi mày tối nay mua nhiều quá cọc đi. Tại vì tối nay về rất là nhiều siêu phẩm luôn. Nha, tối nay vẫn tiếp tục dồn đơn giùm em luôn cả nhà. Rồi bộ đang mặc 65.000. Hả? Đơn thứ 5 là em đi đơn hết đó nha bà. Đơn thứ 5 là bây giờ chuẩn bị dồn đơn rồi đi hết á. Đó là chị. Tối nay nha, 7 giờ gửi giùm em nha. Vẫn ngồi đếm răng. Đếm xong rồi em ra bờ ao. Lấy bịch chưa, bịch nào vậy? Trời ơi, tôi mua quà sinh nhật tôi tặng nó mà nó không dùng nè trời. Mày mua nó bảo hiểm nên tặng nó gì mà nó không dùng nè mấy chị. Cũng khùng thiệt chứ. Mày không dùng đúng không? Ủa mở sao vậy? Mày sao mà nó bảo hiểm 500 ngàn gì mà không dùng? Thấy không? Trời ơi. Trời dễ thương luôn chết. Để sao mua nón bảo hiểm 500 ngàn tặng nó không dùng. Ôi nó bị điên rồi quá chứ. Hello mấy chị. Trời nó khùng quá khùng. Bé Lùng đứng này lấy máy cái gì vậy bé Lùng? Lấy máy gì máy bay rồi đây? Để sao mà nó bảo hiểm gì mà không dùng không biết nữa. Hôm nay em lên túi si nha mấy chị ơi, túi si nha. À, sinh nhật nè. Đã khuya rồi vẫn ngồi đêm răng. Hello chị Lan. Hello chị Long Hằng lên sân bay.
tới 250. Đi cho bức hàng hết nha. Đi cho bức hàng để em về. Nha mấy chị nha. Rồi lên nè mấy chị. Nè. Một cái con túi xi nè, da dẻo nè, mềm nè ha. Rồi, bán con này cho mấy chị với giá 180.000. Con này thì da êm lắm nha. Con này da rất là êm, da kéo. Ở trong rộng lắm mấy chị ha. Con này mặc bộ đồ đi chùa, cầm con này thì nhìn dễ thương. Rồi 180.000 mở hàng con đầu tiên. Chốt giùm em mã 01. Mã 01 108 dán vô. Mã 01 108. Chị là chốt 01 108. Chốt giùm em 01 108 nha. Alo, alo mấy chị. Con này là không có sale. Cái con này là 250 nè. Cái con ví cầm tay này, hàng si này là 250 nè mấy chị. Mấy chị coi hàng si nhật của nó làm rồi đẹp không? Nè, mọi thứ đều mới toan. Hàng này mà có trái tim là hàng hiệu nè. Mà em không biết nó hiệu gì mà bữa bà chị em đã đọc. Nhưng mà em không biết nó hiệu gì nha mấy chị. Con này 250, con này đi không biết chừng nào hư nữa. Chốt giùm em mã 02. Mã 02 250. Ta xem cái đi tiệc. Cái mẫu này, hàng si này đi tiệc hả chị? Mẫu đi tiệc của hàng si này thì không có loại cao cấp nha. Cao cấp thì là hàng Quảng Châu hoặc hàng là hàng si mà si lô xuyên nó thì nó có trên lầu á chị. Chứ cái này thì nó không có. Mã số 2 250. Mã 2 250 nè. 250 mã 2. Rồi lên mã 3 cho mấy chị 150.000. Clute cầm tay nha mấy chị nha. Cái này là clute cầm tay nè. Mã 3 là 150.000. Chị nào chốt mã 350.000. Chốt giùm em mã 22 đi. Ở trên này có ghi sẵn nè. 250.000. Mã 22 clute cầm tay nha. Anh đi xin trắng đi. Em lấy chiếc mô tô nhỏ đi. Nè clute cầm tay nè mấy chị ở trong nè. Mới toàn ha. Đó, mọi thứ đều mới hết. Còn lúc cầm tay 150 mã 22. Chị nào chốt mã 22 chốt giùm em gì ạ? Trời ơi, nói đi con gái cho được 1 triệu. Có chị đi mua băng vệ sinh. Lần nào cũng nói đi siêu thị mua băng vệ sinh nè. Mua sữa rửa mặt nè. Cứ vô siêu thị mạnh lùng lùng chọn đồ ăn. Mạnh bi bi chọn đồ ăn. Mạnh y chọn đồ ăn. Đẩy ra một xe đồ ăn không. Không có một cái con quỷ gì mà đồ dùng hàng ngày á. Lần nào cũng vậy hết trơn. Lần nào cũng chạy hết trơn. Rồi em lên cho mấy chị một cái con táp nè. Con này à. Con này giá hơi cao. Con này 400 mấy chị. Mã 22 của Phan Thị Phạm Thị Thị Ngọc Giai. Mã 22 150. Mã nó đẹp lắm nha chị Giai. Hầu như mới 100% luôn á. Nhưng mà da này dùng biết chừng nào hơn nè. Con này 400 nè. Chỉ có con này 400 thôi. Con này 400. Rồi lên cho mấy chị một cái con mã 18 nè. Lên cho mấy chị một cái mã 18 nè. Mã 18 150 ngàn. Ở trong nè, ở trong đó là da bò đó mấy chị. Mã 18 150 ngàn mã 18. Chị nào chốt mã 18 150 ngàn chốt giùm em. Hỏi lời cái gì có không? Mã 18 150 ngàn. Ai chốt mã 18 150 ngàn chốt lên giùm em nha. Đây, đang chiếu dây nè ha. Đó, mã 18. Khi mấy chị mang nó từ phát bắt nó thẳng. Mã 18 150 ngàn. Chị nào chốt mã 18 150 ngàn chốt giùm em mã 18 150 ngàn ha. Mã 18 150 sửa lại thành 150 đi. Mã 18 150 ngàn nha. Này của Yên. Chốt cái này cho Yên đi luôn. Rồi lo anh bán cho mấy chị một cái con túi này nè. Bán cho mấy chị con túi này 80 ngàn được không? Bán cho mấy chị con túi này 80 ngàn. Giờ thích bán 80 ngàn là bán thôi. Chốt giùm em mã 0480. Chốt giùm em con ví cầm tay này nè. Chốt giùm em con ví này 80. Chị nào chốt 80 chốt lên giùm em 80 ngàn. Mã 04 80 ngàn. Mã 04 80. Rồi lên tiếp cho mấy chị một cái con ba lô đen nhỏ. Một cái con ba lô đen nhỏ này. Mày đặt hẳn gì vậy? 08 04 80 ngàn. Đã không nhớ rồi mà quăng xuống còn ngồi im nữa. Mã 08 40 ngàn em có con ba lô nhỏ này. 480 chị đọc 0841. Đây em có con ba lô nhỏ nè mấy chị. Nói bữa nay là nói cho bụi nhưng mà nói cho con gái không vì con gái mà nó nghĩ nó. Con ba lô này dễ thương lắm mấy chị ơi. Ba lô này cưng lắm nha. Rồi ba lô mã 0550 nha. Cho nó hết luôn. Mã 0550 nha. Chị nào chốt mã 0550 chốt giùm em mã 0550. Mã 0550 ngàn nha. Da. Da mềm lắm nha mấy chị. Da rất là mềm ha. Mã 0550 ngàn ba lô.
Má không 550 nha. Không 550. Không nói gì không má chỉ luôn. Má không 550 nha. Má không 600 nha. Má không 6 nè. Rồi cuốn đây mà mấy chị mua cho mẹ, mấy chị đi đâu đựng đồ. Không biết chừng nào hơn đó. Quay tiếp con nhỏ. Không, má không 5 của Trân lên. Ôi lượm tiền với nhân bi. Ngồi mày bấm tiếp đi. Má không 5. Má không 5, 150 ngàn của Trân lên. Má không 6, 100 ngàn. Gia thiệp hết nha mấy chị. Gia thiệp hết ha. Giống như em má không 6. Má không 6, 100 ngàn. Giống như em má không 6, 100 ngàn. Nè, mẹ con. Má nhiêu rồi nè. Má không 7. Đây mấy chị, má không 7. Con này đi không biết chừng nào hư nữa. Nặng lắm nha, con này gia thiệp nặng lắm. Ha. Mã không 750 ngàn. Mã không 750 ngàn. Chị nào chốt mã không 750 ngàn chốt giùm em. Không 750 ngàn. Không 750 ngàn. Em lên cho mấy chị mã 08. Nè. Được không? Mã 08. Em lên cho mấy chị mã 08 150 ngàn. Con này độn vô. Con này độn vô là tự khắc đẹp. Con này độn vô là tự khắc đẹp à. Mã 08 150 ngàn. Lấy gì lấy con này nè. Chị Trân Lê, chị Tiên Mỹ ơi, lấy con này nè. Trời ơi, con này da êm mà mềm lắm. Mẻ nhiêu à? 0850 ngàn. 0850 ngàn. Ai chốt 0850 ngàn, chốt dùm em 0850 ngàn. Con đem cái 087 vô cái tủ thôi luôn đi. 0850 ngàn. Con này tặng cho chị vậy nè. Tặng cho mẹ chị gì? Tặng cho mẹ chị gì mà lượng đồ đi chị thẳng. Con này đẹp. Ôi tôi tặng là phải vậy á mấy chị ơi. Tặng cho tặng cho Minh Bình nè. Tặng cho mẹ Minh Bình con túi. Con túi cho mẹ đi chạy thận nè Minh Bình. Minh Bình, Minh Bình. Tặng túi gì cái coi. Mày giàu quá mày tặng gì chị Minh Tú. Mày giàu quá mày tặng gì Tú. Giàu quá phải tặng nha. Tặng cho mẹ chị gì đó đi chị thận. Mã 08 trăm rưỡi của chị Hương Nguyễn. Mã 08 trăm rưỡi. Con cắt cái gì nè. Con cắt cái gì nè bây. Đúng không? 0850 của chị Hương Nguyễn. Coi Hương Nguyễn nào. Coi Hương Nguyễn nào nha. Coi lên tiếp mấy chị. Đó, có gì rồi. Rồi dẫn ngồi xem. Mã 19. Mã 19 túi leo chéo 150 ngàn. Da thiệt nha mấy chị nha. Da êm lắm. Mã 19. Rồi con này chỉ còn thu dây lại thôi là mấy chị đi sung sướng luôn ha. Con này chỉ còn thu dây lại thôi. Mã 19. Mã 19 150 ngàn. Mã 19 chị ra chốt. Mã 19 150 chốt giùm em. Mã 19 150 ngàn. Mã 19 150 ngàn chị ra chốt. Giàu cái nịt giờ đang kiếm 1 tỷ giải quyết tranh chấp nè má. Tranh chấp gì cậu má thì có tiền đi để giải quyết tranh chấp là sướng rồi đó. Có thứ để tranh chấp luôn á. Kiếm tỷ giờ kiếm mẹ gì mà bay ngân hàng để kiếm đâu ra. Bán giày còn chưa kiếm ra ngày một tháng đủ đóng tiền quê chết nữa. Dễ ăn quá. Giờ chỉ có bay ngân hàng thôi. Mã số 9 trăm rưỡi. Mã 19 trăm rưỡi. Mã 19 trăm rưỡi. Bán nha mấy chị con clip cầm tay đi tiền là 100 ngàn. Mã 20 trăm ngàn. Mã 20 hàng si 100 ngàn nha. Mã 20 hàng si 100 ngàn. Mã 20 hàng si 100 ngàn. Mã 20 100 ngàn. 100 ngàn mã 20. Con này bán 250 nè. Con này không có sale. Con này clip cầm tay đi tiệc nè. Con này clip cầm tay đi tiệc. Chốt cho em mã 17 250. Mã 17 250 nha. Mã 17 250. Chị nào chốt mã 17 250. Chốt cho em mã 17 250. Lên cho mấy chị một cái con da bò xịn sò nè. Nhét đồ vô là phơm chuẩn. Nhưng mà giờ bán cho mấy chị 150 luôn ha. Mã 25 150 ngàn. Chị nào
chốt mẹ 25,500 chốt giùm em. Mẹ 25,500 nè. Vậy là chốt mẹ 25,500 chốt giùm em, con này nặng quá trời luôn. Thiệt chứ. Con này em nói với chị là hơi bị nặng luôn. Mẹ 25,500 nè. Mã 26 chứ. Mã 26,500 nha. Dặn này lại ha. Nặng quá trời. Mã 26,500 nha. Trăm rưỡi nữa đây. Tàu tao Trịnh Quỳnh Tú. Tàu tao Trịnh Quỳnh Tú ơi. Ở cổ mà. Nè, bán cho con mã 09 ta. Bán cho con mã 09 90,000. Bán cho mấy chị con mã 0990 ngàn. Thằng Si nha, con này đẹp nè. Con này đơn giản mà đẹp, mới toan. Mới 100% mấy chị à, chốt cho em mã 0990 ngàn. Mã 0990 ngàn. Mã 0990 ngàn nha. Con này đẹp nè. Ốt đi quý vị. Mã 0990 ngàn. Em có một con quý cầm tay. Cái này đựng được iPad nhỏ nha. Cái này đựng được iPad nhỏ luôn nha mấy chị nha. Đựng được iPad nhỏ luôn ha. Đây ai bắt nhỏ. Rồi chốt cho em mã số 10. Mã 09 của Lisa Văn Nguyễn. Con này bỏ đồ vô mang gì cũng đẹp chị Lisa. Mã 90,000 của chị Lisa Văn Nguyễn. 90,000 của Lisa nè. À, rồi bán cho mấy chị con này. Bia được cặp pin nè. Bia được cặp pin. Rồi bán cho mấy chị con này mã 10. Mã 10 nha. Gia em bán mã 10,100 ngàn. Mã 10,100 ngàn. Mã 10,100 ngàn. Ê, ai đi bán, ai đi làm sale ở ngoài đường á, ai đi làm sale ở ngoài đường làm ơn chốt cái mã 23 giùm tôi một cái. Thứ nhất là da xịn da chắc nè, thì thấy không. Thứ hai mấy chị coi cái phơm nè, phơm túi của nó nè. Phơm túi của nó hơi bị xịn sò nha. Phơm túi này là hơi bị xịn sò nha mấy chị nha. Dùng từ là hơi bị xịn luôn á. Chốt giùm em mã 23,250 ngàn. Con này mà mấy chị đi sale ngoài đường á, riêng cho chị áo em đang mặc sai chị nha. Cái bộ này em mới chụp nè chị. Bộ này mới chụp tối hôm qua chị Diễm vô coi ba màu. Đây là nguyên bộ nè chị. 60-100 cái áo yếm nè, dễ thương lắm. Ba bộ ba màu đẹp lắm. Bộ màu quần đen, bộ màu quần rút, bộ màu quần xanh ngọc. Chị Diễm vô coi đi à. Chị Diễm vô coi giúp em ba màu thì ưng thế nào thì nhắn tin cho em à. Nè 250 mã 23. Mã 23 250 mấy chị. Con này đi nè. Mã số 08 của Lâm Hằng Hân Sư Tôn. 08 là cái gì vậy? Cho em cái vi bóp cầm tay chị Mai Vân. Mã 08 sắp lấy rồi chị Lâm Hằng. Ủa sao chị Lâm Hằng comment chậm dữ ta. Nè mã này chốt giùm em mã 23 250 nè mấy chị coi gồm nè. Mã 23,250, da xịn sò lắm nha. Mã 23,250, cho lại cái clút 250, cái clút 250 ở dưới đó. Dưới kia đó đúng rồi. Nè em có một cái clút cầm tay nè, 250 nè chị. Mã 23 của Vân Thị Sinh. Mã 23 của chị Vân Thị Sinh 250. Nè mấy chị mã cầm tay nè. Nè em cho mấy chị coi cái mã trong đây tại sao 250 nè. Tại vì em nói với mấy chị là nó điểm 10 cho chất lượng nè. Mấy chị muốn đeo cũng có dây nè. Mấy chị muốn đeo cũng có dây mà mấy chị cầm tay cũng được ha. Clút 250. Clút 250 mã 17. 17,250. Ai mà hay đi tiệc hay đi chơi rồi nên cầm con này nè. Em nói thì ai đi tiệc đi chơi hay cầm con này nè. Da đẹp. Mã 17,250. Mã 17,250 nha. Chị nào chốt mã 17 chốt giùm em mã 17,250. Rồi lên tiếp cho mấy chị nha. Mày xì ra hốc nha. Rồi em có một cái con nhúng vậy nhưng mà độ chất lượng thì không bằng à, cũng là cầm tay nhưng mà da thiệt hết nha mấy chị nha. Cũng là cầm tay nhưng mà da thiệt. Chốt giùm em mã 24. Mã 24,180. Mã 24,180. 280 mã 24. Mới toan nha mấy chị ơi. Nó hơi bị lên ẩm á. Về mấy chị lau lại spa túi lại là ok. Nhúng một miếng bông vào cái cồn 70 độ lau sơ lên. 180 mã 24. Mã 24,180. Mã 24,180. Mã 24,180. Nè em bán cho mấy chị một cái con mã 0480 ngàn nè. 0480 ngàn. Chị nào
đây nè. Mã 43. Mã 43 con cò. Mã 43 con cò 150 ngàn. Mã 43 con cò 150 ngàn. Mã 43. Chị nào chốt giùm em mã 43 150 ngàn con cò chốt giùm em. Con cò mã 43 150 ngàn. 43 sửa lại thành 150 ngàn. Mã 43 150 ngàn con cò. Chị nào chốt con cò chốt giùm em mã 43. Thôi được rồi. Được rồi, được rồi. Em có một cái con blue cầm tay chốt giùm em mã 33. Chốt giùm em mã 33 nha. Blue cầm tay mã 33 rồi bán con này cho mấy chị với giá 101. 33 101. 33 101 nè. Mấy chị có đang coi livestream không? Chấm chấm cho em như một chấm mấy chị. Mã 33 có ba lô không? Hồi nãy có một con ba lô ai lấy rồi không? Không lấy này. Yên mặc áo vậy thôi nha. Cái bộ này mới tối hôm qua em chụp hình đó chị. Áo yếm hoa với lại quần đen nè. Áo yếm hoa, hoa hơi hồng hồng, rút rút với lại quần rút nè. Với lại áo hoa xanh li ti với lại quần xanh nè. Bộ này mới về, tối hôm qua em có chụp hình đó. Để tối nay em like cho chị coi. Có bao lâu em lấy? Em có hai con ví nè. Em có hai con ví là nó là gì ta? Nó dùng từ là nó làm nó không phải da cho nên hai con này em bán cho mấy chị 100 ngàn. Hai con túi đeo em bán cho mấy chị 100 ngàn. Mấy chị đi đâu mấy chị dùng túi này á, đã lắm. Rồi hai túi bán mấy chị 100 ngàn. Chốt cho em mã 44. Mã 44 hai túi 100 ngàn. Mã 44 hai túi 100 ngàn. Hai túi 100 ngàn mã 44. Con lê đi luôn em ơi. Con lê hai túi. Hai túi 44 ngàn của Trân Lê. Hai túi 100 ngàn của Trân Lê. Nè, ở trong cái túi này, ở trong nó rất là dơ. Ở trong nó không có mới mấy chị nha. Nhưng mà ở ngoài thì nó là túi bò da xịn. Nói thật lòng. Nè, mấy chị đi con này nó cưng lắm nha. Ở ngoài nó là túi bò da xịn. Nè, nói cho mấy chị biết luôn. Ở ngoài là túi bò da xịn nha. Rồi con này bán mấy chị 100 ngàn. Chốt giùm em mã 44 100 ngàn. Mã 44 100 ngàn. À, chị nào chốt mã 44 100 ngàn. Chốt giùm em mã 44 100 ngàn. Rồi, bắt chốt rồi thôi. 44 100 ngàn đi. Ý kiến muốn lọt trong nữa. Mã 44 100 ngàn. Ai chốt mã 44 100 ngàn. Chốt giùm em mã 44 của Trân Lê luôn. Ủa, mã 44 nào vậy? Thấy chưa? Ừ. Mã, chốt lại em là mã 45 đi quý vị. Ai lấy? Ai lấy cái bộ, ai lấy cái túi đó chốt giùm em mã 45 nha, em xin lỗi. Mã 45 trăm ngàn, ai chốt chốt lại giùm em. Mã 45 trăm ngàn để em phân biệt túi quên lộn. Mã 45 trăm ngàn. Ba cái bộ này dễ thương lắm nha mấy chị, cái quần may cũng đẹp nữa. Ha. À, mã 45 ai chốt lại mã 45, mã 45 thì chị Văn thì xin. Rồi em có một con này. Nó thực chất là túi da, nhưng mà tại vì là nó bị phai mờ theo năm tháng. Ha. Con này là con Clut nè. Đó, rồi. Bán cho mấy chị mã 46. Bán cho mấy chị mã 46 90 ngàn. Mã 46 90 ngàn. Chị nào chốt mã 46 90 ngàn, chốt giùm em mã 46 90 ngàn nha. Mã 46 90 ngàn. Chị nào chốt mã 46 90 ngàn, chốt giùm em mã 46 90 ngàn. Alo đâu rồi? Mã 46 90 ngàn. Chị nào chốt 46 90 ngàn chốt giùm em mã 46 90 ngàn nha mấy chị nha. 90 ngàn mã 46. Rồi lên tiếp cho một mấy chị một cái con da bò. Ôi chúc chắc không? Chúc chắc không? Nè chúc chắc không mấy chị? Con này là 250 ngàn. Rồi con này mà mấy chị đi một phát em nói nhất là quần rinh đó nha. Nhìn nó hơi bị bụi đời luôn. Con này mã 51 250 ngàn. Con này mã 51 250, mấy chị về thâu dây vô. 51 250 ngàn. Thôi con này xinh quá à. Thì con này xinh thiệt mấy chị. Con này xuất sắc luôn á. 51 250 ngàn khỏi video. Ở sau lưng nó có dáng rồi. 51 250 ngàn. 51 250 ngàn.
một cái con túi đi bằng ngày. Mấy con này chắc là không like, không bán được thì đem cất thôi nha, tại vì thích mà, thích dữ dằn lắm. Rồi bán cho mấy chị con mã 52 nè, mã 52 bán cho mấy chị 100 ngàn nè. Con này thích lắm, ở trong cái lót da nó hơi cũ thôi, cho mấy chị con cái da, cái chất lượng da ở ngoài của nó nè. Mã 52 100 ngàn bi. Yên ơi, lấy bộ giống Yên đang mặc màu xanh nha. Chị Thảo tròn hả? Size XL hay size 2 chị Thảo? Chị Thảo ơi, lấy size XL hay là 2 vậy? Thảo tròn à, Thảo tròn hoa ly ti xanh 200k, size 85kg hả chị? Size 85kg ha chị ha. Trời ơi, ba bộ này mặc đẹp lắm chị, em nói thiệt luôn á, ba bộ này mặc thích lắm. Ba bộ này mặc thích lắm mấy chị. Nào mới đánh được cái tay này. Mới ngủ dậy mà vậy. Rồi em chốt size 85kg cho chị rồi. Em chốt size 85 nha, ký cho chị Thảo rồi. Size 85kg. Mã không? À, xin giống người bán hả? Ghẹo nữa. Mã 52 của Hồng Hạnh Phạm, 52 túi đựng điện thoại 100 ngàn. Đưa mấy con túi ra xong rồi, tao bán 20-30, tao bán hết rồi đi. Mấy túi sau lưng nó lùng, qua mày quay gì cũng hết, quay gì. Này chuẩn bị chụp lượng túi 20 này. Bán hết luôn. Em có con túi cái túi nào mà hồi nãy tặng á, ra luôn ạ. Cái túi nào hồi nãy tặng á, lấy cái này tặng cho cổ nè, cho mẹ cổ, cho mẹ cổ được quần áo đi cho nó sang. Cái túi gì mà hồi nãy tặng cho chị Minh Bình á, con lấy cái túi tặng chị Minh Bình lại đi, tặng cái túi xanh để cho mẹ chị Minh Bình đi đi chạy thợ. Rồi em nói mấy chị là con túi này nó quá, mấy dùng từ nó quá hàng độc rồi. Thứ nhất là nó rêu, thứ hai là mấy chị thấy nó in thổ cẩm, nó in logo nổi không. Nhưng mà mỗi tội con này ở trong thì lớp da nó hơi xấu, lớp da nó hơi dơ. Và con này bán cho mấy chị 60 ngàn, chốt giùm em túi rêu mã 00. Mã 00 60. Mã 00 60 nha. Mã 00 60. Mã 00 60. Con này ở ngoài thì em nói mấy chị nó toàn diện gớm lắm, mà mỗi tội ở trong là vậy, ở trong cái lớp lót nó dơ. 60 ngàn. Chị nào chốt 60 ngàn túi này, chốt giùm em 60. Mã 00 60 của chị Lisa Lê Bình Thường. Mã 00 60 của chị Lisa Vân Nguyễn. Lisa Vân Nguyễn, mã 00. Rồi lên tiếng là Lisa Vân Nguyễn. Em lên tiếng cái gì giờ, túi này giờ em không bán, em bán cũng được nhưng mà tốt không xếp. Chị nào có bill nhà em nè. Nè chị nào có bill nhà em bán cho 20. 20. Ủa rồi chứ tụi lại mình còn kem không? Đi ăn kem không? Kem cái gì sang quýt gì đó. Thôi đi ăn đi. Mã 20. Chị ơi bán cho nó cái kem nè chị. 20. Có thử còn kem đủ lạnh này dữ không? Mã 20. Để mấy bên ăn cái kem sandwich đó. 20 ngàn. Thôi tặng chị Phạm Thị Ngọc Giai đi. Tặng chị Phạm Thị Ngọc Giai đi. Tặng cho chị Giai nha. Rồi lên tiếng cho mấy chị nè. Em có một cái con túi da. Hồi em đưa con này lên mấy chị cầm hơi bị đẹp luôn, 150 ngàn. Chốt giùm em mã 50. Mã 50 150 ngàn. Xin tiền không quay cho sao có tiền. Mã 50 150 ngàn. Thôi con này đi hơi bị đẹp nha quý vị nha. Mã 50 250. Cái lùng vi nè con. Cái lùng vi này cho chị Bi ra mua kem. Chị Bi thích ăn kem gì đó, không biết gì đâu. Mã 50. Mã 50 250 ra. Mã 50 150 ngàn. Mã 50 50 150 ngàn. Mã 50 150 ngàn. Em có con túi rút nè. Tại giờ không nè mấy chị, coi da nó giống như da dê nè, mềm không? Có không? Đấy nhé. Em bị lũng ăn hả? Lũng ăn hả? Da của cái con này giống như da dê. Mã 50 150. Mấy chị chốt mã 50 150 lên nha, chứ không uổng lắm luôn em nói thiệt. Mã 50 mấy chị đi hàng ngày là hơi bị tuyệt vời luôn. Em có một cái con mã, có cái con da dê nè mấy chị. Da dê nè. Tại da em không bỏ phơm được thôi ha. Rồi da dê bán 60. Da dê 60 bán cho hết hàng da dê.
Chị là chốt da dê 60, chốt giùm em da dê mã 60, mã da dê 60. Mã da dê 60 nha mấy chị nha. Da dê 60, da dê 60. Nè, em có con sọc này nè con. Đẹp mà hơi bị nặng luôn á. Mấy cái này mà mấy chị sale đi ngoài đường là hơi bị đỉnh luôn ha. Rồi chốt giúp cho em. Đâu rồi, đâu mất hết rồi. Đâu mất hết rồi. Alo, alo. Alo, mấy chị còn đó không? Alo. Alo, 1, 2, 3, 4. Rồi chốt giùm cho em cái con mã 58. Chốt giùm em con mã 58, 150 nha. Mã 58, 150 nha. Mã 58. Mã 58, 150 nha. Mã 58, 150 nha. Chị nào chốt mã 58, 150 nha. Chốt giùm em mã 58, 150 nha nha. Cũng mở phim coi đi. Mã 58, 150 nha. Hôm nay chúc em lên em lo riêng nha mấy chị. Rồi em lên cho mấy chị một cái con nè. Bụi lòi không? Em hỏi mấy chị ở trong còn mới toan nha nè. Mấy chị coi dê ở ngoài đẹp không? Rồi bán con mã này cho mấy chị nè. 100 ngàn nè. Trời ơi 100 ngàn con này là quá đỉnh luôn á. Chốt giùm em mã 87. Trời ơi cái con này mà mấy chị đừng đùa nhiều là hơi bị sướng luôn nha. Mã 87, 100 ngàn. Chị nào chốt mã 8-700 ngàn, chốt cho em đi nè, mã 8-700 ngàn. Mã 8-700 ngàn, con Vy, chị Vy đi con luôn. Mã 8-700 ngàn, bán 100 ngàn luôn, mã 87. Chị nào chốt mã 87, chốt cho em mã 8-700 ngàn. 8-700 ngàn, 100 ngàn, 87. 100 ngàn, 87. Mã 8-700 ngàn. Em có một cái con túi đeo bán chiếc số. Rồi, túi đeo bán chiếc số 150 ngàn, da thiệt luôn. Da bò thiệt luôn nha mấy chị, tất cái này này. Mày là yên không có làm tiếp, 350 có size 14 mà chị. Mã 87 của Quách Phương. Mã 87 của chế Quách Phương 100 ngàn. Chế Quách Phương 100 ngàn. Lên đây em. Lên đây. Lên đây. Rồi, nó bị vú bắt ngồi đó, cái ngồi luôn ở đây con. Lên đây. Lên, lên. Mã 87 của chị Quách Phương. Dạ, nó có tay 14, cái đó kiếm đâu có chị. Mua kho có gì là người ta đưa mình nó đó chị. Mã 88, 150 ngàn da thiệt. Quy cho con mã 88, 150 ngàn. Mã 88, 150 ngàn. Nè, em có con túi da dê nè mấy chị. Em có con túi da dê lớn nè. Đựng quần áo đồ này chia được hết nha. Rồi bán con túi da dê này cho mấy chị 150 ngàn ở trong mới toàn luôn da dê nha. 150 ngàn 89. Mã 89 trăm. Tôi chờ nó ghi nãy giờ mã 89 150 ngàn. Trời ơi là trời. Mã 89 150 ngàn. 150 ngàn mã 89 nha. Em ai không đi tôi để dành tôi đi chùa, ai không hút tôi để dành tôi đi chùa.